Hôm nay được thổ địa ở Mỹ Tho Xin chào mọi người. dẫn mình đi ăn. Quán này nghe nói là rất là ngon. Cháo gà ác nấu với đậu xanh. Cá rô má, mướp, mồng tơi, cả trời. Có phải còn phải lặt không ha? Ta lặt sẵn hết rồi. Ta chưa có lặt sẵn cho mình đâu, nhưng để mà thôi lặt nhỏ lại. Đây. Đây là cháo. Bỏ mướp vô trước nha mọi người. Wow. Để cho nó chín. Hơi tối xíu, các bạn thông cảm cho mình nha. Đây là không gian quán. Gà này người Đây ta có đã rất là nhiều chín sẵn rồi nha mọi người. chú, các anh. Có gà trong đây luôn hả em? Có gà sẵn trong. Có gà sẵn nhưng mà gà người ta đã làm chín sẵn luôn rồi, người ta xào săn lại hết rồi, giờ chỉ là bắt sôi lại là mình có thể là dùng rồi đó. Để rau vô nha. Đây là một cái lẩu dành cho hai người ăn, là hai con gà ác đã được cắt. Quán ở đây mấy chú mà đi nhậu rất là thích ăn luôn á, nhưng mà không phải là mấy chú không đâu nha, những cái dân mà công sở đó, của mấy cái ban ngành khác cũng đến đây mà ăn luôn á, tại vì nó rất là ngon. Cái rau này là rau gì vậy hả? Đây là cây cải trời. Cải trời á. Mình ăn là phải lặt rau như thế này mới ăn. Đây nè các bạn thấy chưa, cháo gà nấu với đậu xanh. Món này là món đặc biệt nhất ở quán này nha, nhưng mà ở đây còn rất là nhiều món khác nữa nha mọi người. Cánh gà chiên nước mắm nè, lòng gà xào. Nhưng mà thấy đa phần là chắc là cháo là được nhiều. Nhưng mà người ta chỉ ăn cháo thôi, đa bây số giờ là thấy ăn nắp cháo lại cho nó sôi xíu nha mọi người. Trong thời gian chờ cháo sôi thì đây, qua cho bé thơ lặt rau. Em được làm bé hồi nào ấy ta. Cái này là phải xin cái chị chủ cái dĩa thêm nha mọi người. Để xin cái gì? Mình lặt rau mình bỏ vào. Rau ở đây là rất là tươi ngon nha. Tùy vào thời điểm mà mọi người ghé, nhiều khi đắt quá rau cũng hết rồi, còn ít hơn. Bây giờ này cũng còn nhiều. Rồi cho em xin cái dĩa đi chị. Cho em mượn thêm cái dĩa. Đây, mọi người thấy không? Quán rất là đông nha. Ở quán này có một cái vườn nho rất là xum xê, nhưng mà như là chưa có trái. Hôm bữa có trái rồi, nhưng mà ít. Hôm bữa em thấy được vài ở ngoài chợ có bán hay không nữa. Nhưng mà có điều cái này ở nhà em rất là nhiều luôn á. Tại vì vòng vòng vườn có rau vườn á, nấu canh ăn rất là ngon nha mọi người. Có cái này mình có nấu canh thịt bằm như hoặc là canh thiếu mồng tơi đúng không? Chắc hết mồng tơi rồi anh, tại tối rồi. Tùy vào thời điểm, tùy vào lúc mà mình ghé có rau mà. Đây là trứng gà, trứng vịt lộn. Mọi người có thích ăn thì đập vỏ vào đặc nha. Đặc biệt là cháo gà ác ăn kèm với muối ớt chanh. Muối ớt tắt chứ không phải chanh. Nhưng mà đặc biệt mà ăn cái muối ớt thì rất là ngon luôn á, em không hiểu sao nữa. Chắc người ta có bí kíp riêng. Cảm giác như là người ta đã có rang cái ớt sẵn hay sao, nó thơm mà nó ngon.
Đang đói quá mà chờ nồi cháo lâu chín quá mọi người ơi. Giờ em lặt rau cũng lâu nữa nè. Cộng già đi. Cháo sôi rồi, bây giờ mình ăn thôi. Mời tất cả các bạn cùng ăn với mình nha. Nhỏ nhỏ lửa là một xíu nè. Kêu lửa lại được đó. Vì là lẩu cháo gà ác á, gọi là lẩu nên mình ăn là mình nhúng rau vô nha mọi người. Rớt. Anh để hồi dĩa hột gà qua một bên đi. Để dĩa hột gà qua đây đi. Với rau hôm nay thiếu rau bồ ngót nè, với lại thiếu rau mộc tươi. Giờ chỉ còn cải trời và rau má thôi. Sẽ cho ớt vô. Muối ớt nó cay sẵn rồi đó. Mọi người thích ăn cay thì để vô, còn anh không thích ăn cay thì để ít thôi. Cho thêm một miếng cháo vô. Không biết cháo gà ác ở những nơi khác nấu như thế nào thì không biết ha, nhưng mà cháo gà ác ở đây đặc biệt nó có cái vị rất là thơm ngon. Nó có nấm bào ngư nè, hành, sả, vì là sả để vô rất là thơm nè, cháo rất là thơm. Mọi người ăn mà nếu mà không thích cháo lẩu như vậy thì mọi người cứ nói chị chủ là thêm cho mình cái cháo đặc một xíu. Trứng chín chưa anh? Chín rồi. Với nồi cháo hai người ăn như thế này thì có hai con gà. Với giá một nồi cháo hai con gà thì là 80.000 mọi người nha. Còn muốn ăn thêm gà thì kêu thêm một con, hai con thì tính tới là 40.000. Trời lạnh lạnh mà hấp nồi cháo ấm nóng. Mọi người có thể ngắm cái vườn hoa kế bên nữa. Thơ sẽ lưu ý với mọi người là quán cháo của mình chủ nhật nghỉ nha mọi người. Và quán cháo chỉ bán sau hình như là 4 giờ chiều mới có bán thôi. Còn ban ngày không có bán, nhưng mà chủ nhật có. Em đọc hai cái đó. Mình nghỉ luôn hay sao? Rồi mời tất cả mọi người cùng ăn cháo gà với mình nha. Cái đùi gà nóng quá. Nấu chung với xả nó thơm, mùi xả quá. Cái mình phải vớt gà ra bớt ngoài cho nó bớt nóng. Để cho nó nóng. Nóng quá khó ăn quá. Đang nói bụng mà thấy nồi cháo chảy nước miếng. Không, mà cháo ở đây nêm ngon. Chị mà đi làm ra em với Như hay ra đây ăn. Để dĩa tắt thôi. Mọi người thấy thịt gà ác nó đen vậy thôi nhưng mà ăn rất là ngon nha. Rất là bổ dưỡng luôn. Gà ác nấu cháo đậu xanh. Dạ đây đi. Hồi nãy thôi có giới thiệu là cái nồi cháo hai con gà 80.000 nhưng mà trứng thì tính riêng nha mọi người. Gà bữa nay dai hơn thường nữa nè.
Đang anh học hỏi để mai mốt về Sài Gòn nấu thôi. Nấu anh bán ha. Mở tiệm hả? Ăn trải nghiệm để mốt về Sài Gòn nấu hướng dẫn tất cả mọi người cùng làm món cháo gà nấu với đậu xanh này. Anh nhớ để thêm rau bột ngót và rau mồng tơi nha. Có thể thêm hai cái rau đó thì rất là ngon luôn á. Em lại thích mà cái rau đó ở Sài Gòn. Mồng tơi thì có mà bột ngót ở thiếu. Mẹ có trồng để bữa nào nấu các bạn nghe. Bữa nào nấu mà đãi em ăn á, nói em trước, em nhìn quê em hái rau lên. Đúng rồi. Cái thịt con gà này rất là dai. Rau với lại đậu xanh ăn rất là mát. Cháo rất là ngon. Nấu với thịt gà ngọt rồi. Còn để đậu xanh với mướp nữa. Kết hợp với cái mướp á. Nấm nữa. Nấm nữa. Còn cháo rất là ngọt luôn. Cái quán cháo này nằm ở lúc nào để mình chỉ mọi người nó bốc có đi dịp đi ngang về Mỹ Tho hay là đi ngang ở đây sẽ ghé để thưởng thức thử cái món cháo gà ác này. Đường quốc lộ 50 mà đoạn từ Trung Lương hướng về Gò Công ha mọi người, và cái quán cháo này cạnh cái vườn hoa. Mình chạy hướng từ Trung Lương về Gò Công trong quốc lộ 50 mà qua quảng trường trung tâm phố Mỹ Tho khoảng 1.5 cây số bên tay phải. Dạ, nó còn chạy tới nữa là tới cầu Mỹ Phong đó mọi người. Cái quán này rất là dễ nhận biết tại vì khi mà giấc chiều hoặc cái tối đó là rất là đông khách ghé đây ăn. Không chỉ là khách địa phương mới ăn nha mọi người, khách người ta đi xe ở xa về cũng có ghé. Ngon ghê đó. Nó vừa vậy, nó dẻo dẻo như vậy. Những ngày lập đông như thế này mà ngồi ở cái quán cháo như thế này buổi tối nữa tuyệt vời mọi người ơi. Bên kia có vườn hoa nữa, mọi người có thể ngắm hoa nè, rồi ăn cháo, ngắm nho cũng được, giống ở Đà Lạt lắm luôn á. Giống mình ăn cái món gì ở Đà Lạt anh? Lẩu gà lá é. Không mà trời bắt đầu lập đông rồi, xe lạnh rồi đó. Mỹ Tho mình tuy nhỏ nhưng mà có rất là nhiều món ăn nha mọi người. Những cái quán có vẻ như là không có tên gì hết. Cho em thịt gà mà cho em nấm này nè. Nè thịt gà nằm ở ngoài rồi đây nè. Quán rất là đông nha các bạn. Hiện giờ là muốn full bàn hết luôn rồi. Đã ăn xong rồi đó mọi người ơi. Rất là ngon và bây giờ rất là no. Rồi mình xin kết thúc clip tại đây. Nếu cảm thấy hay thì các bạn nhớ cho mình xin một like và subscribe kênh để ủng hộ mình nhé. Bây giờ